Chào mọi người, ngày mới tốt lành. Hôm nay tôi xin chia sẻ với mọi người về một mật khẩu rất bí ẩn của trò chơi rất nổi tiếng nhưng mà lại rất hiếm, từ xưa giờ cũng khá ít người biết, của hãng Taito năm 1993, mọi người thường gọi là cuộc phiêu lưu của Joe Jackson. Tên gốc của nó là The Jackson Coswell Paper. Thì trong trò này nó sẽ không có bất kỳ một bí ẩn chỉnh bằng các nút trên tay bấm, mà bắt buộc phải sử dụng đến mật khẩu đặc biệt của bộ Roxanne Rocky đấy, thì mới chỉnh được. Thì hôm nay tôi xin chia sẻ mật khẩu đó như sau. Mật khẩu đó có thể chỉnh được cảnh và xem phần kết thúc của trò chơi này. Đây tôi đã đặt tên trò chơi đó rồi, bây giờ chỉ vô nhập mật khẩu thôi. Thì tôi sẽ đặt tên cho cái mật khẩu này là chỉnh cảnh đi. Bình thường là chữ stack. Đây. Đấy. Rồi của nó là B145. Rồi BF5C. Đấy, mật khẩu của nó như thế thôi. Rồi bây giờ xuống chọn kích hoạt và vào thôi. Đây, thì đây nó hiện tên tất cả các màn. Đấy, ở dưới là phần ending, phần xem phần kết thúc trò chơi luôn. Nhưng bây giờ tôi sẽ chỉnh ngay màn cuối cùng để đi một đoạn cho mọi người biết được màn cuối nó sẽ như thế nào. Thank you.
Rồi thì đi một đoạn ngắn như vậy thôi. Bây giờ mời mọi người xem phần ending kết thúc trò chơi luôn. Và phần chia sẻ hôm nay đến đây kết thúc tại đây. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong các video ở tương lai. Đây là âm nhạc quen thuộc trong trò Linstone phần 1 ấy, trò người tiền sử phần 1 ấy.